ngồi xuống. Vì được ngày sinh nhật thì về quê được gặp tất cả các bạn cùng học cùng lớp tuổi và ký ức bao nhiêu tuổi thơ, và sinh nhật hôm nay của mình rất là đặc biệt. Được về sự sinh nhật thì các bạn tổ chức cho thế này là mình không biết nói gì hơn, là mình cảm ơn các bạn rất là nhiều và chúc tất cả tình bạn của chúng ta dài mãi cho năm tháng. Và chúc các bạn nhiều sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc. Cảm ơn các bạn rất nhiều.